nói chơi. Tới ngày thứ tư mới nhắn tin cho nó lại đổi Zalo Facebook hết trơn. Rồi thằng con trai nhỏ nó mới điện, nó mới gọi là được Facebook, đổi Facebook mới. Cái điện nhắn tin nó thì nó mới nhắn tin lại. Rồi nó đâu rồi? Nên nó vô Sài Gòn làm rồi, nó kêu đừng điện nó nữa. Dạ. Chị gái cho em xin phép được hỏi chị gái tên là gì? Quách Thị Lại. Chị đến từ đâu? Từ Cà Mau. Từ Cà Mau ha. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp chị vụ việc gì? Tìm nhờ cái đứa con. Tìm con đúng không ạ? Dạ. Con trai nhà mình tên là gì chị? Nguyễn Hoàng Tân. Nguyễn Hoàng Tân. Dạ. Em nó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 17 tuổi rồi. 17 tuổi. Em bỏ đi ngày nào chị? Nó đi bữa 18. Tháng mấy? Tháng 5 hay tháng 4? Rồi. Bữa 18 rồi bữa nay. À 18 rồi, là 18 tháng 5. Hôm nay là ngày 23. Đúng không ạ? Chị qua hôm nay cũng 6 7 bữa rồi. Dạ. Là được 5 ngày. 5 6 ngày rồi. Ừ, năm chắc 5 6 ngày rồi. Con trai nhà mình lúc bỏ đi là bỏ đi ở đâu? Không có, nó làm trên Vũng Tàu hôm nay, nó hồi nó lên bằng thì bữa hồi tháng 8 tới giờ. Chị vậy. Hiện tại chị ở đâu? Thì ở với Cà Mau chạy lên Vũng Tàu rồi lên chỗ nhà trọ, phòng trọ nó ở, nó bị lên làm gì nó ở. Ai là người báo tin cho chị con trai mình bỏ đi hay là chị không liên lạc được? Chị nó ở nhà trọ với chú nó, thì chú nó mới báo là nó đi, mà hỏi nó thì hồi lúc chưa đi thì hỏi thì nó đi vô Sài Gòn làm rồi đâu. Vậy là chú là người báo tin cho chị đúng không ạ? Vừa nó sắp xếp đồ đi, nó cũng không, không có báo về, nó đi rồi. Nó không có đi đâu được, qua bây giờ mà điện nó lại liên lạc không có được. Vậy rồi là chị gốc rút từ Cà Mau để mà chị bắt xe chị lên Vũng Tàu. Bữa thứ ba thứ tư đi hoài không được, mấy kêu thằng trai nhỏ ghê kiếm nha, mà điện mà nhắn tin cho anh hai cái được không, nhắn tin đi được, nó trả lời thì qua tin nhắn thôi. Dạ. Nó kêu đừng điện nó nữa. Mình có liên lạc được với con không? Được. Bây giờ có liên lạc được không? Chị nhắn được nhắn tin nè. Nhắn tin cụ thể là mấy ngày nay là chị nhắn được tin nhắn nội dung như thế nào? Không biết, chỉ nó cho có ơn thằng em nó biết thôi. Rồi con trai nhà mình có nói cho chị biết không? Ủa sao mình không hỏi con trai mình? Thằng nhỏ hả? Dạ, mình không hỏi xem anh hai nhắn gì. Nó nhắn thì chỉ là hỏi thăm qua lại thì nó trả lời, còn nhắn hỏi chuyện khác là nó không có trả lời được. Có hỏi con mình ở đâu không? Có hỏi thì nó ở trong Sài Gòn vậy thôi à. Tức là vẫn liên lạc được, vẫn báo tin về cho gia đình là vẫn đang đi làm và rất là ổn định. Không có, nó không có báo tin đâu. Điện bữa đầu tiên là hỏi nó con ở đâu mà sao mẹ điện không có được. Vậy trơn vậy đó, nó nhắn tin lại là bỏ số rồi, đừng có điện nó nữa, đừng chừng nào đợi cho nó đi mặn. Vì chừng nào nó có tiền thì nó gửi gì vậy thôi. Vậy là con trai nhà mình cũng đã thông báo và đã liên lạc như vậy rồi, thì chị lo lắng điều gì? Dạ là như nó mới đi rồi mình không biết nó đi đâu, tiền ở đâu, rồi sau này không được gặp nó nữa. Nhờ. Nhưng mà con trai nhà mình vẫn liên lạc về mà, đâu sao đâu. Không, nó liên lạc đâu được đâu, chỉ là nhắn tin nhắn thôi. Dạ. Chuyện hỏi bình thường thì thôi, còn hỏi nó cái gì nó không có nói được hết trơn. Ai hỏi chỉ là có nhắn tin cho em đó thôi, chứ ngoài ra không liên lạc được ai. Chị có gọi cho con trai chị chưa? Gọi rồi mà gọi không có được, gọi đâu, nó đâu có gọi được đâu. Bản thân chị ngay lúc này chị sợ rằng con trai nhà mình gặp phải điều gì. Phải rồi, sợ nó đi thời gian nó lâu, chừng nào thì liên lạc không được thì mất tích luôn, rồi nhờ kiếm không gặp. Thời gian vừa qua chị có nghe về việc nhẹ lương cao chưa? Cũng có nghe rồi, nó cũng có nói nó đi, nó mà cản dữ lắm mà không cho nó đi. À, vậy là con trai nhà mình cũng đã từng xin mẹ để mà đi. Không, nó mới đây, nó mần ở công ty Sài Gòn ấy mà, cháy Sài Gòn ở Vũng Tàu. Nó có nói mẹ ơi con đi, nó nghỉ 3-4 ngày rồi, mấy chú nó mới điện nó hỏi chú nó có đi làm không, nói chú nó nghỉ rồi, không có làm, nó sẽ sẵn đi đâu đó. Rồi mấy điện hỏi nó sao con không làm, bởi vì công ty đó thì nó nghỉ hoài, có hàng nó mần, không có hàng thì nó không cũng cho về nghỉ, tự nó không có hàng, nó về nhà nó nghỉ. Rồi đầu nó tới ngày nó đi rồi, ông mới điện về ông nói nó cuốn độ đi rồi. Bữa trước thì có nó có nói con đi
hỏi sao con nghỉ hoài, công ty không làm hay gì. Nói con nghỉ làm luôn rồi, con vô Sài Gòn con làm. Hỏi làm với ai, nói con làm với bạn. Rồi mới nói không có cho ai đi, nói thôi con ở nó đi, mẹ với em lên đi bằng chung. Đầu qua tới ngày sau đâu, gia tính cuốn độ đi mất tiêu rồi. Vậy là đi hôm 18, hôm nay 23, là từ hôm nay là vẫn nhắn tin được mà không gọi điện được đúng không ạ? Ngày thứ tư liên mất liên lạc, không biết mấy ngày rồi là mình không nhắn tin được ạ? Không, tới ngày thứ tư là mới tìm cái Facebook mới của nó mới nhắn tin được thôi. Còn hồi nó đi tới 4 ngày là không có tin tức. Là hôm qua đúng không ạ? Hôm qua hôm kia là vẫn nhắn tin được. Không, hồi lên ngày hôm qua, ngày kia. Ngày hôm kia nhắn tin được đúng không? Ừ, ngày hôm kia. Rồi ngày hôm qua. Hôm qua thì em nó có nhắn được tin. Chị có điều nào chia sẻ tâm sự trên cái video này gửi tới con trai của mình không? Chị nói đi. Cũng có nói nó rồi, bữa hổm có nói là kêu con ơi, con ở đâu con về đi, con không có con điện lại cho mẹ biết con ở đâu. Nó không, nó mới không có điện mà nó nhắn tin không à, nhắn tin cái gì có hỏi chứ gì con ở đâu mà con không không điện cho mẹ chứ gì. Cái nó quay một khúc video, nó quay khúc video chửi đủ mẹ đủ má, đừng có làm phiền nó nữa. Ai con trai nhà mình gửi về ha? Thẳng cỡ gì mà trong đoạn video thôi chứ không có thấy hình ha. À, trong đoạn video là nói sao? Thì chửi đủ mẹ đừng có điện làm phiền nó nữa gì đó. Nhưng mà tiếng đó có phải tiếng con trai nhà mình không? Tiếng thì cũng phải tiếng của nó. Nhận ra không ạ? Tức là nói là đừng có làm phiền nữa. Đúng rồi, nó kêu đừng làm phiền mà chửi tục nữa, chửi đủ mẹ đủ má thì cái lộn được không rồi nó tục. Là mà, con trai nhà mình ha. Mà cái đoạn video thôi chứ không có thấy hình. Tiếng. Cái tiếng không à? Nhưng mà tiếng nó có chắc chắn là tiếng của con trai nhà mình không? Chắc chắn không? Thì chắc chắn giống dữ lắm đó, mà không phải nó không, không biết chắc phải nó. Trước giờ con trai nhà mình có chửi thề chửi tục như vậy không? Không, nó đâu có chửi thề chửi tục mẹ đó, giờ nó cũng có hiếu. Vậy và vậy là vừa rồi là chửi thề chửi tục với ai? Nó tại vì đứa em nó nhắn tin á. À, nó nhắn tin á. Chị có nghĩ rằng là con trai nhà mình sẽ có người khác chỉ đạo cho chửi những câu đấy không? Thì chắc cũng nghĩ như vậy. Rồi đầu mới kêu thằng em nó mới nhắn tin á, con ở đâu, con điện gì cho mẹ, nói chạy tiếng cũng được, còn không có thôi mẹ báo công an à. Là lúc đó là nói câu đó mới quay lại khúc video nó chửi thề chứ không phải mà nó chửi thề trước. Dạ. Và điều bản thân chị lo lắng bây giờ là không biết được con mình như thế nào ha. Đúng rồi. Dạ. Mới lên tới đây nhờ mấy chú mấy anh đồ giúp đỡ. Dạ. Cô chú anh chị nếu có thấy em trai như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Nghĩ là thằng này nó bị để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ và tìm kiếm em cũng như là khuyên em sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại mẹ với gia đình. Thật sự đây là một câu chuyện cũng rất là đáng tiếc. Tới giờ phút này thì đáng tiếc. Người mẹ lặn lội từ Cà Mau cũng đã lên tới Vũng Tàu nơi mà con tạm trú để mà lập nghiệp thì cũng chẳng thấy con đâu. Và cũng đã về đây, về Bình Dương để mà nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ tìm con. Thì em hy vọng rằng cô chú anh chị hãy chia sẻ video này lan tỏa để giúp em sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại mẹ. Cái sự việc của chị thì đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận chị nha. Sẽ cố gắng hết sức giúp chị nha. Giúp chị là giúp miễn phí chị nha. Nên chị cứ yên tâm nha. Chị bình tĩnh nào. Chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên mạng xã hội không? Chị rất xúc động rồi cô chú ơi. Giờ không biết nó bị dốt ở đâu, không biết được. Và nó, cái hầm nó gì, cái buổi sáng sao nó có gọi gì à? Nó gọi mà nó tối thui, không thấy đường chứ. Gọi bằng cái bấm mà không thấy người đang thui à. Cái giọng hình. Chị bình tĩnh nha, bình tĩnh nghe em nói nè. Nha, bình tĩnh đừng xúc động nha. Rồi hỏi con ở sao con ra sáng con điện mà nói chuyện con ở tối thui gì. Rồi nó mới bước ra sáng nó còn trong phòng mà. Trong phòng tối dữ trời lắm. Tối lắm ạ. Tối không thấy điện, không thấy người, thấy gì hết. Rồi nó mới bước ra ngoài, nó mới điện. Điện thì chỉ hỏi thăm mới được ít lời thôi. Yeah. Rồi nó cũng tắt máy. Nó kêu mẹ đừng gọi con nữa. Đợi, nói là mọi người ở trong Sài Gòn. Dạ, dạ rồi. Chị, em nghe em nói nè, nha. Chị bình tĩnh giúp em nha. Bình tĩnh nào.
Mẹ ơi, đứa con ơi, con bằng được không được, con bay chơi về như con đấy. Mẹ ơi, con bằng tới tháng thì có tiền thì con gửi về cho mẹ. Nó nói gì thì biết đâu có về được rồi, nó giờ mẹ đừng điện con nữa. Chỉ liên lạc được em hỏi ở hai ơi này kia thì nè, bình thường thì nó cũng trả lời qua rồi thôi, giờ còn hỏi đại khái cái gì nó không có trả lời hết trơn. Chị bình tĩnh chưa? Chị cứ yên tâm, tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ giúp đỡ chị một cách nhiệt tình, không riêng mình chị mà tất cả cô chú khác về đây cũng vậy. Chị đừng lo lắng quá nha. Đứa coi trên mạng quá hả, hôm qua thằng em nó gửi qua số điện thoại của anh Hải qua rồi mới tờ điện rồi. Dạ. Tìm anh Hải. Dạ. Chị có đồng ý cho tất cả anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải video này lên trên mạng xã hội tìm con trai nhà mình không? Cũng đồng ý cho tìm. Và toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Nếu có gì sai trái, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, chị có đồng ý không? Đúng rồi. Và cái video này đăng tải lên sẽ không bao giờ gỡ xuống, chị có đồng ý không? Tại vì cái video này muốn truyền tải tới rất nhiều cô chú anh chị, các bậc làm cha làm mẹ, các bậc làm con cái xem để mà rút ra nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Chị có đồng ý không ạ? Không đồng ý. Mấy sao nhờ mấy chú mấy anh tìm. Dạ. Tụi cho nó sớm quay trở về. Dạ rồi, cuối video này em chúc chị nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui là con trai nhà mình quay trở về chị nha. Chị đừng lo lắng quá nha. Dạ em xin phép chào chị nha. Dạ em xin phép chào.